Ở đây 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 này. Ồ. Nó xây nó kéo mình đi mạnh lắm chứ không phải là. Anh thử bỏ tay sao nào? Không. Đặt tay, em đặt tay lên. Mình đặt mình không kéo gì hết, mình chỉ đặt tay lên thôi. Chừng nào cái bàn nó xây đây, là đây, để cho thẳng này dễ. Em nói nhá, xoay phải. Em nói 2-3 lần thôi xong em tự nó sẽ xoay. Có ai không thành công không anh? Có người xây được, có người không xây được. Thế anh còn nghe nói nữa là ở trong khuôn viên nhà xưa này này. Cái gì xưa nhỉ? Hồn xưa. Hồn xưa này là mình còn có cả một cái bàn mà đặt úp bàn tay xuống đó. Bàn xoay anh, bàn tự xoay. Ừ. Bàn đó là anh nãy anh có nói là 2500 năm tuổi là đàn đá. Dạ em có biết là hình như là cái bàn tự xoay đó là 2000 tuổi hay 2 cũng nhiều tuổi, nhiều tuổi chứ, cái bàn đá cũng nhiều tuổi chứ. Em quên, không biết bao nhiêu tuổi đây. À, anh có thể vô trong này, có cái anh này hướng dẫn cho anh. Ờ. Đâu đâu ai hướng dẫn cho anh? Dạ anh đi vô trong này. Ờ, đi đi. Dạ có cái anh. Hải ơi. Ờ. Hải ơi. Anh ơi, em vừa úp clip đây hôm qua, tối hôm qua. Mới lên sóng hôm qua đúng không? Em mới cho lên sóng hôm qua nhưng mà em nghe nói là đây có cái bàn đá nào tự xoay à? Bàn gỗ tự xoay. Bàn gỗ vâng cho em xem với. Ôi rộng này cơ à? À đây là mình phục vụ cả ăn uống nữa anh nhỉ? Không, đây chỉ uống thôi chứ chưa có phục vụ ăn. Nguyên một không gian toàn cồng chiêng này á? Đúng rồi, riêng cồng chiêng ở đây. Ở đây cái bàn này tự xoay đấy anh? Đúng rồi. Đâu anh thử thể hiện xem nào. Cái bàn này là mình trên 200 năm rồi. Vâng. Cái bàn này là chỉ mình chỉ đặt tay trên trên bàn này dùng nhẹ. Đâu, xoay đâu? Chỉ là mình đặt tay lên rồi mình nói xoay phải, xoay trái, nó sẽ xoay theo cái ý nghĩ của mình. Thật á? Đó thì vậy nó mới đặc biệt. Anh ra lệnh đi. Đây, mình đặt tay lên, xoay phải. Mình không được kéo nó. Vâng. Cái bàn nó tự kéo mình đi là xoay phải. Ồ. Xây mạnh lắm. Cái mặt bàn này mình bỏ dưới đất nó cũng xây chứ không phải là xây do cái trục. Ô kỳ lạ ấy nhở. Bây giờ anh cầm hộ em cái máy này, em đứng vào em cảm nhận cơ. Đây nhá. Anh chỉ cần cầm tĩnh cho em, anh đừng di chuyển nhá. Nó màn hình nó có tắt anh kệ nó nhá. Vâng. Anh cầm thật tĩnh rồi em thử cảm nhận. Cái này là cũng tùy theo người, có người xây được, có người không xây được. Em chỉ cần đặt ra tay này. Xoay phải. Xoay phải. Bây giờ anh em mình trải nghiệm thử thôi. Rồi mình đóng đầu mình. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Anh bỏ tay để một mình em. Anh đừng có dùng lực gì nhá. Không có dùng lực. Cái bàn này nếu mà dùng lực đâu gọi là cái bàn xoay nó xoay phải. Xoay phải. Không được. Bây giờ thử xoay trái nhá. Không, từ từ. Mình chuyển đủ năng lượng. Anh cứ giúp máy hộ em nhá. Hơi mỏi tay tí đấy. Xoay phải. Có ai không? Ở đây đây đây, đây này. Ồ. Nó xây nó kéo mình đi mạnh lắm chứ không phải là. Anh thử bỏ tay sao nào. Bây giờ nhá. Em làm lại nhá. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Rất nhiều khách tới đây xây bàn cái bàn này anh. Có ai không thành công không anh? Có người xây được, có người không xây được. Chứ không phải là do là tùy theo cái người. Xoay phải. Tao bảo mày xoay phải. Không xoay à? Xoay trái. Xoay trái. Anh kiên nhẫn với em tí nhá. Em phải cảm nhận được. Xoay trái. Xoay trái. Xoay trái. Thôi bây giờ xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Thử cái bàn xoay thử.
Xoay phải. Anh ơi, tôi biết nhà vệ sinh đâu nha. Nhà vệ sinh mình đi xuống cái ngang cổng này mình đi. Mỏi tay không anh? Có tay mỏi á. Mỏi lắm à? Thôi được rồi, anh em cảm ơn em thử đặt nó. Mình đặt cái tay sờ sờ ra ngoài đây một tí. Rồi, anh bỏ tay để mình em này. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Xoay phải. Đứng vào lòng tí. Không cần nói nữa đúng không anh? Không, mình không cần nói. Nếu mà một mình là mình không cần nói. À. Mình chỉ nghĩ là đã xoay phải hay xoay trái thôi. Vâng. Mình cho cái lệnh là mình cho một cái lệnh cho nó thôi. Mình nghĩ sẽ phải là mình sẽ nghĩ sẽ phải, hoặc là nghĩ sẽ trái là mình sẽ nghĩ sẽ trái. Không xoay nhỉ? Thì có người xoay được, có người không xoay được, mình không. Như này đâu có cái trục nào đâu mà nó xoay. Anh thì vậy nó không có trục nào không xoay. Cái này mình bỏ cái ghế, mình đỡ cái tên nào mà xoay. Em đặt lại cái này. Em thử thuốc lần này cũng được rồi, thôi cũng đủ duyên. Đánh chết anh không? Không, khách ra đây thích lắm. Vâng. Xoay phải. Xoay phải. Mình đi mấy người à? Đoàn em 30 người anh ạ. Đâu đâu anh kêu lại cả đoàn vô thử thì sẽ có một người, có người xoay được. À. Anh chờ em tí. Xoay phải. Em gọi luôn nhá, gọi luôn xem có ai cảm nhận được nhá, cho nó khách quan nhá. Cái bàn này xây mạnh lắm, bây giờ mình có đề, nếu mà nó xây được rồi, hai người đề xuống nó vẫn xây. Thì đó, tức là không giữ được. Không giữ được. Vô lý nhờ. Mà nó không xây là nó không bao giờ xây. À. Mình cũng không hiểu là lý do tại sao là không có giải thích được. Lạ nhờ, anh có bàn đá này luôn. Em ơi, anh đang ở trong cái nhà hồn xưa, cái nhà hàng hồn xưa ấy. Ở trong mà có cái đàn đá, em hỏi cái đưa lối đi vào phía trong. Trong này nó có cái bàn tự xoay mà như anh vừa nói chuyện đấy, em vào đây. Rủ thêm vài người nữa cùng cảm nhận nhá. Ok ok. Anh, thế anh có cái bàn này như nào? Cái bàn này thật ra là mình mua lại khi mình đặt một cái anh sưu tầm đồ á. Vâng. Là anh cũng đặt ảnh lâu rồi, đặt mấy năm mà mới mua được 50 gói. Là mua ở Ninh Hòa. Ninh Hòa. Thế giờ anh có bán không? Mình chạy đồ rồi, mình đặt cái bàn này đặt tới 5 năm rồi. À. Rồi đi tới Duyên mua được cái bàn. Anh tên là gì? Tên Nghiệp. Anh Nghiệp. Ngờ ít nhất là Nghiệp hả? Anh năm nay bao tuổi anh? 78. Anh sinh năm 78 hả? Anh hơn em 2 tuổi. Em chơi với một anh sưu tầm đồ cổ, anh sinh năm 67, 68, 69 gì đấy. Anh cứ có những đồ cổ lên tới hơn 2.000 năm tuổi. Kho của anh là cả một cái nhà kho lớn ấy. Còn hơn cả một bảo tàng ấy. Ở đây nói lên đi, có nhiều cái giá trị lắm. Ngay hiện giờ có một... Đây đây đây, Tuấn ơi. Xoay không anh? Anh với anh ấy vừa đặt tay thì nó xoay, nhưng anh một mình anh thì lại không xoay bây giờ nhá. Em đứng hai, như này. Hai người nữa đi. Không, bởi một người thôi, em đứng xoay bông nữa kia, máy quay để kia. Em đứng như này nhá, em đặt tay xuống đây, đặt như này. Em ra lệnh là xoay phải hoặc là xoay trái. Đặt hẳn bàn tay xuống này. Con đứng dịch ra kia, con đứng dịch chỗ này. Kia máy quay bác để đằng sau không? Đấy, tí nữa bạn này cảm nhận em nói nhá, xoay phải. Em nói 2-3 lần thôi, xong em tự nó sẽ xoay. Xoay phải. Chờ một tí. Xoay phải. Thế thôi, không cần nói đâu. Đúng rồi. Đây. Kiên nhẫn tí nữa. Lúc nãy anh hai anh em cũng phải chờ khá lâu. Nó xoay mạnh phết đấy. Xoay mạnh lắm. Hay mình giờ giữ lại nó vẫn xoay rồi. Hai bàn của anh hết màu nhiệm rồi. Nó đang đẩy à? Em đang đẩy. Không xoay anh ạ. Lúc nãy là nó đẩy tự nhiên. Mình đâu rồi? Đặt tay đây nào. Lúc nãy nó đẩy tự nhiên này. Không, em đẩy. Em à. Đẩy thử. À. Anh tưởng nó đẩy tự nhiên. Vinh, thử đặt tay vào đây xem anh em mình có xoay được cái bàn này không nào. Em Vinh. Sao?
Bây giờ nhá, Tuấn ra đi, Tuấn ra cho một mình bạn đấy thôi. Em nó đặt tay lên đi. Không, em đặt tay lên. Mình đặt không kéo vậy đó, mình giữ đặt tay lên thôi, chừng nào cái bàn nó xoay là cho thẳng này dễ. Em đừng có xoay nhá, em đừng dùng lực gì nhá. Em ra lệnh xoay phải hoặc là xoay trái đi. Xoay phải ạ. Xoay phải. Không được nhỉ? Khả năng phải nhiều người mới xoay rồi. Không. Nếu mà có người dưới một cần một người một tay nó vẫn xoay. Có nhiều người đủ năng lượng như anh bây giờ bỏ một tay. Không mà mình yếu là mình phải bỏ hai tay. Hai người có được không? Được. Thử hai người nhá. Nhưng bọn em đừng dùng lực gì nhá. Không dùng lực gì. Ừ. Ra lệnh đi. Phải. Phải nào? Phải nhá. Cả hai anh em cũng phải được với nhau ấy. Phải nhá.